Nó có cái mùi tiền nữa. Nguy hiểm chứ. Có mấy thằng nữa, đụng nó con cái giải nghệ luôn. Được không? Được. Ê, sao nhìn sinh viên quá vậy? Nhưng mà nó mạnh lắm. Được. Được không? Trời, chắc chắn mà. Nào thua, lấy 2 triệu. Trời ơi, thua mà cũng vui. Rồi, về đi. Ờ, mày rồi. Còn tiền thắt đồ muốn chi. Dạ, mà nhớ dai quá nha. Trẻ mà hay quên quá nha.